Xin chào các anh em. Có nhiều người thắc mắc là không biết là nên mua quà gì tặng sếp, thì đây là một trong những gợi ý vô cùng hoàn hảo dành cho những món quà tặng sếp. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với cả anh em một cái món quà vô cùng đặc biệt là một chiếc điện thoại Vertu. Đây không phải là Vertu nhái, không phải Vertu Hồng Kông, Đài Loan đâu, mà đây là chiếc điện thoại Vertu Signature S chính hãng cũ vỏ được làm mới. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Chúng ta sẽ tạm thời để qua một bên để khám phá cái vỏ hộp đẹp đẽ và sang trọng lịch sự này. Đấy, ngăn đầu tiên là máy, đây là ngăn thứ hai. Đầu tiên là có một khăn, đấy, một bao da điện thoại Vertu, một pin phụ, một cái sạc. Tiếp theo ngăn dưới này sẽ có một sạc ba chân, tai nghe, dây kết nối và một cuốn sách. Giờ quay trở lại nhân vật chính của chúng ta, đây là chiếc Vertu Signature S chính hãng các bạn nha, chính hãng cũ vỏ được làm mới lại. Đấy. Một chiếc điện thoại Vertu Signature S chính hãng cũ độ vỏ này thì có giá là 45 triệu đồng, tuy nhiên là một số người may mắn thì có thể mua vào đợt khuyến mại thì giá nó khoảng 36 triệu đồng. Đấy, và máy máy chính hãng zin nguyên bản của hãng như này, y hệt như này, thì zin nguyên bản của hãng thì có giá là khoảng 360 triệu đồng. Để biết chính hãng hay không thì chúng ta có thể kiểm tra bằng nút ấn nút bên sườn này. Nếu mà ấn nút bên sườn này nó ra dòng chữ Concierge này thì là Vertu chính hãng. Còn nếu không ra dòng chữ Concierge này, ra dòng chữ Assistant thì là Vertu nhái, Vertu Hồng Kông, Đài Loan, Singapore. Đấy, cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta có thể kiểm tra bằng nút âm lượng bên sườn. Nếu ấn nút âm lượng bên sườn này, các dòng âm lượng nó lên từ 1 đến 7 là Vertu nhái, còn từ 1 đến 10 là hàng chính hãng. Đấy. Đây, từ 1 đến 10 là Vertu chính hãng. Vertu này là máy chính hãng. Cách thứ ba, chúng ta có thể kiểm tra mã lệnh của Vertu, đó là sao thăng 9270268 thăng. Nếu ấn thăng cái nó ra các dòng thông số và dòng đầu tiên của nó là serial number thì đấy là Vertu chính hãng. Còn đâu nếu mà nó không ra dòng thông số hoặc là có ra dòng thông số nhưng dòng đầu tiên không phải là serial number thì đấy là Vertu nhái, Vertu Hồng Kông. Đấy, nút thăng này. Đấy, thì dòng đầu tiên của nó sẽ là serial number. Đấy, serial number. Theo Vertu chính hãng. Okay. Cách thứ tư, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là vào phần setting, sau đó vào phần connect TV. Nếu mà vào phần connect đấy mà nó là có 6 loại kết nối thì là Vertu chính hãng, còn nó chỉ có một loại kết nối duy nhất là Bluetooth thì đấy là Vertu nhái. Đây, connect này vào trong này có 6 loại kết nối đây. Một dòng wireline này, các dòng này, 6 dòng kết nối đây là Vertu chính hãng. Một chiếc điện thoại Vertu Signature S chính hãng, một hộp vỏ nguyên hộp đẹp như này thì hàng hãng thì có giá là 360 triệu đồng, mà tuy nhiên là chiếc điện thoại này có giá 45 triệu đồng, đẳng cấp tương đương không thua kém gì so với chiếc điện thoại 360 triệu đồng cả, cùng sử dụng ruột Vertu chính hãng như nhau, chỉ khác nhau cái vỏ và cùng làm chất liệu như nhau. Đây là một cái gợi ý rất là hay cho những người nào mà đang quan tâm đến mua quà tặng sếp, quà gì. Nếu mà anh em quan tâm sản phẩm này thì có thể gọi ngay số điện thoại 096 509 6886 để nhận được ưu đãi nhiều nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em.